Alo, nghe không? Lên cái gạch một càng một dần đen nha em. Xe này ông thấy thì cũng nghi chi luôn nha em ơi. Sơn ốc tán còn màu ha. Nó là giống dán keo quá vậy đó. Đúng rồi, còn dán keo nha nè. Keo là keo sống rồi dài lột ra. Thấy không? Keo dài lột ra. Keo. Số 66X1 48900 20 XL. Máy zin như năm, máy zin im. Xíu là nó đều ra nha nè. Tại xe này không chạy đậu luôn mà. Thôi thùng xăng nha nè. Xúc dây. Dây còn chưa lập. Hết xăng. Mập sơn zin như này.
8 triệu cho anh em nha anh em. Một xe Exciter 2009 một càng, xe máy móc im rin bạc sơn không bắn dập luôn, anh em thấy không? 8 triệu bao sơ cho nè. Đâu, máy nổ qua cái dấp cái này rùa ha. Để lâu quá. Bằng 8 triệu như này. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì alo cho Pháp nhé. Xin cảm ơn.